Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Vâng đúng, vẻ bề ngoài rất quan trọng. Nếu như bạn không đủ đẹp trai thì vẻ bề ngoài rất quan trọng. Nhưng bạn không đủ đẹp trai, nhưng mà bạn nhiều tiền, bạn giàu thì vẻ bề ngoài không quan trọng lắm. Đó là sự thật. Và cái ba tôn này cũng vậy. Vẻ bề ngoài thì nó không đẹp lắm, nhưng mà đối mình, đối người khác mà không đẹp nhưng đối mình rất là đẹp. Vì nó chỉ làm bằng giấy, làm bằng giấy và băng keo đẹp, cũng ba khúc, giống như ba tôn mua trên mạng 100% đó. Đó, đó, làm cái này chỉ để chụp ảnh cho đẹp, chỉ để chụp ảnh và trưng cho đẹp thôi, chứ không thể đánh được cái gì gái hết. Vì đây là ba tôn bằng giấy, nó rất là mềm, không cần phải như ba tôn thật. Ok, và các bạn hãy vào ngó cái YouTube của mình, đang còn nhiều video chế tạo hay nữa. Đây chỉ là một phần thôi đó. Mình thì chế tạo không giỏi đâu, mình cũng không có tài gì, cũng nói cũng chả hay, nên mình chỉ biết làm mấy cái hay, mình học theo trên mạng thôi đó. Đây ba tôn này mình sửa rồi, hồi sáng nó cong, mình sửa lại cho nó thẳng, rồi sửa lại nó ngắn lại tí là nó thẳng, thấy chưa? Đó, chỉ cần vuốt ba tôn, chỉ cần vuốt ra phát thôi, chỉ cần vuốt phát mạnh là nó sẽ tuột ra đấy, kéo ra. Còn không thì mình vuốt bằng tay như này đó là nó sẽ ra cái ba tôn này, đẹp chưa? Vâng thưa các bạn, và lại làm cái ba tôn giấy này mình đã làm mất mấy bao nhiêu tờ giấy, mất tầm một cuộn băng keo đèn lớn, và làm mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ cả quay cả làm video để ra cái ba tôn này. Nói chung thì để mà chơi gì thì cái ba tôn này nhìn nó rất đẹp mắt, để chơi với lại trưng ấy, để chụp ảnh thì quá là đẹp mắt, vì nó cũng giống là ba tôn thật. Đây các bạn thấy giống ba tôn thật mấy phần trăm đó, để giống thật. Vì sao giống thật? Vì mình dán băng keo vào trông nó giống, nhìn xa không khác gì cái ba tôn thật đó, tại vì nó một phủ lên màu đen hết. Dùng để gõ. Đó, anh em thấy đẹp không? Đẹp thì vào kênh của mình có video hướng dẫn làm mấy cái ba tôn bằng giấy này. Đó, ngắm cho kỹ đi. Đóng vào đây. Đóng lại rồi khi mình đập ra thì ra cục đó, cũng như ba tông thật vậy, cứ tút vào kéo ra phật là ra cái ba tông khác đó, đẹp mắt chưa đó.